Nào, tập trung nhé, quay lại bài học đi. Rồi, vẫn tiếp tục cái bậc 2 VS nhé. Bài toán VS nó khá cơ bản thôi, không có gì cả. Để nhắc lại VS một chút, không các bạn lại quên hết rồi. Chăm chỉ làm tập đi. Phương trình bậc 2 là AX bình đúng không? Cộng B cộng C bằng 0. Hôm nay mình sẽ đi sâu vào VS một chút nha, một tí thôi, không không quá nhiều. Thì có hai nghiệm x1 x2, có hai nghiệm x1 x2 để sinh ra. Thì khi đó mình có cái S là tổng nó sẽ bằng là trừ B trên A, và P là tích ký hiệu là C trên A. Rồi thì hôm nay mình sẽ luyện tập một chút và tập VS một chút thôi. Ôn tập một tí VS nhé, ôn tập. Vì trên lớp phần này chắc thầy cô thì nghĩ chắc cũng chẳng khó đâu, nên là mình cứ làm cơ bản thôi, không nâng cao quá nhiều. Tất nhiên là nâng cao một số chỗ thôi. Ví dụ một nè. Ví dụ một. Cho phương trình là 3x bình. 3x bình này. Cộng 4 nên em m trừ 1 trên x cộng với cả m bình trừ 4m cộng 1 bằng 0. Được chưa? Rồi, tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 hai thỏa mãn như sau. Dễ thiết nhé, để nhớ lại một chút nhé. Thầy có mấy bài chuẩn bị ở nhà đấy, nhưng mà tương đối hay, các bạn nghĩ thử xem. Quan trọng là làm được cái bài chuẩn bị thì là khá luôn. Rồi. Câu này tuy dễ thôi nhưng mà nhiều bạn làm sai. Nào, 2 phút chuẩn bị nhé. 2 phút. Hai phút nha. Cẩn thận điều kiện này, trông cơ bản thôi nhưng mà điều kiện mình lại bị thiếu nhiều. Sai. Nào. Ô, thầy xem thì mà bảo đề bài đó. Quốc Hưng nè, cùng làm với thầy một chút nè. Mình có hai ý. Ý đầu tiên cắt ý ra nha. Ý đầu là tìm m để có hai nghiệm x1 x2. Rồi. Nào Quốc Hưng nào. Cứ mở lên, không sợ. Đầu tiên nào, để phương trình
có hai nghiệm x1 x2 thì sao? Thì delta lớn hơn không? Lớn bằng không. Ở đây là không có chữ phân biệt nhé. Lớn bằng không tương đương gì nhỉ? Chúng ta phải Tương đương chúng ta phải hai hai nhân m trừ một bình. số nên ta phải bằng sai. Nên ta phải là 4 nhân m trừ 1 bình trừ đi 3 nhân cái gì? M bình trừ 4m cộng 1 bằng 0. Được chưa? Tương đương ngay. Tương đương ngay là rút gọn cho thầy sẽ là lớn bằng 0 thì sao? Lớn bằng 0. Tương đương ngay là m bình này. Học cách nhẩm của thầy nhá, nhẩm bậc từ cao xuống thấp, tức là thầy nhẩm sau này. M bình đúng không? Bên này có 4, bên này có trừ 3, trừ đi cùng 1. M Đến bậc của M đi, bậc 1 nào. Bên này có trừ 8, bên này có dương 12 không? Cộng vào sẽ là dương 4m, được chưa nhỉ? Ừ. Cộng mấy? Cộng 1, cái này lớn bằng 0. Tạm thời nhé, tạm thời cái này các bạn chưa làm được đâu, tạm thời nó khá là xấu, nghiệm xấu đấy, các bạn tạm thời để nguyên này, chưa học sang kỳ 2, ok chưa nhỉ? Để nguyên, cái nào dễ thì giải được, cái này khó thì thôi. Nào, theo VS, định lý VS mình có gì nhỉ? x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Bằng trừ b trên a bằng bao nhiêu? Bằng 4 m trừ 1 bình. Cái gì vậy? Trừ b trên a là bao nhiêu? Thằng này không làm được ở nhà là đúng rồi, làm lánh tay anh tinh. Bảo làm cho bao nhiêu bài là được 3 4 bài. Trừ b trên a là bao nhiêu em? Trừ 4 Trừ 4 nhân m trừ 1 chia mấy? chia 3 Và x1 nhân x2 là bao nhiêu? xây trên nào Là m bình trừ 4m trừ cộng 4 chia 3, được chưa? m. Rồi, làm mày mày phải làm về nhà nhiều vào, lười quá. Nào, cái bước giả thiết mình xử lý thế nào nhỉ? Bước giả thiết xử lý thế nào? Ờ, phương tâm đi. Cao Hoàng nào, bước giả thiết mình xử lý như thế nào đây? Điều kiện đi, xử lý như thế nào? Còn điều kiện này Ừ, cái phần 1 là điều kiện của nó, thỏa mãn ấy. Em xử lý như thế nào? thì là x2 cộng cho x1 trên x1 nhân x2 Ồ, quy đầu cái cứ quy nói đi. trái lên liền bằng 1/2 nhân cho x1 cộng x2 Ừ, cứ nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi. rồi thay x1 cộng x2 với x1 nhân x2 vào. Ừ, làm thế cái bài hơi dài nhỉ. Mấy nhà cũng chưa đủ, chưa đủ. Ở đây nhá, tuy nó dễ thôi nhưng bạn sai nhiều này. Không biết bài này có bị bẫy không? Các bạn nhìn này, x1, x2 ở dưới mẫu. Tức là mình có điều kiện x1, x2 nó phải khác không? Nghe thật kỹ chỗ này nhá, tránh sai ngu đấy, nhưng mà lừa các bạn từng tí một. Thì mình ghi này, để thỏa mãn một, để có một đã, để có một suy ra ngay là x1, x2 khác không. X1, x2 là nhiệm đúng không? M nó lại khác không, tức là suy ra ngay là phương trình nó không, nhận không là nhiệm. Các bạn hiểu vấn đề không? Phương trình nó không, nhận không là nhiệm. Lại có một điều kiện nữa đấy, phương trình không, nhận không là nhiệm. Khi nào phương trình không, nhận không là nhiệm nhỉ? Khi nào không, nó không là nhiệm của phương trình? Một câu hỏi đơn giản. Anh Duy nào, thằng này toàn vào muộn thôi. Phương trình đây, khi nào phương trình không, nhận không là nhiệm? Lan lưu nào, lan lưu.
Alo, là Lưu có đây không? Dạ. Khi nào phương trình không nhận không là nhiệm? Em cứ thấy khi phương trình lớn hơn không ạ? Ôi, khi nào? Em còn nhớ không? F, A là nhiệm khi nào? A là nhiệm khi F tại A bằng 0 đúng không? Vậy A không là nhiệm khi nào? Khi F tại A phải thế nào? Phải khác. Khác Không, không. Tức là mày khác thay không không. vào phương trình nó phải thế nào? Thay x bằng không vào phương trình nó phải khác. Khác Khác không. không. Tức là gì? Tức là tương đương với 3 nhân không bình này. Đúng không? Cộng 4 nhân m trừ 1 nhân 0. Mày quên hết sạch rồi. Cộng 1 phải thế nào nhỉ? Phải khác. Khác không. Em hiểu chưa? Ạ. Rồi giải m thấy không? Tương đương nào? Tương đương là 4m bình trừ 40m cộng 1 phải khác không? Tức là m khác cái gì đấy? M khác gì nhỉ? Các siêu giúp thầy. 2 cộng trừ căn 3. Lại một điều kiện nữa. Được chưa? Bây giờ nhá, khi đó mình tiếp theo là khi đó này. Các bạn mà thay trực tiếp vào luôn thì làm hơi cồng kềnh, mình để một chút nhé. Khi đó cái một, điều kiện một nó tương đương gì? Một trên x một này thì viết lại đề bài, một trên x hai bằng 1/2 lần của x một cộng x hai. Tương đương ngay là gì nhỉ? Tương đương ngay là quy ông lên bằng 1/2 lần của x một cộng x hai. Các bạn để ý nhá, đến đây ý, thì các bạn thay vs vào, ok thì không có sai đâu, nhưng mà thay như thế thì các bạn nhân phá ra nó khá là cồng kềnh đúng không nhỉ? Thì các bạn để cho thầy nhá, để cho thầy cái tính chất nhỏ như sau này: a nhân b bằng a nhân c thì nó tương đương ngay cái việc là a bằng 0 hoặc là b bằng c. Nhớ thầy nhá, a bằng 0 hoặc b bằng c. Ô mic nhỏ á. Đến đây thì các bạn nhìn cho thầy nhá, ẩn chung này, ẩn chung này, ẩn chung đúng không? Vậy cái tương đương gì? X1 cộng x2 bằng 0 hoặc là gì? 1 trên x1 x2 bằng 1/2. Đấy, tương đương ngay nào, thay số. X1 cộng x2 bằng 0 tức là mình có trừ 4 nhân m trừ 1 chia 3 bằng 0 hoặc là gì? Cái này tương đương, các bạn tương đương nhé, tương đương ngay là x1, x2 bằng số 2 không? Có hiểu vấn đề không? Thầy quy ông lên luôn, tức là mình có m bình trừ 4m cộng 1 chia 3 nó bằng 2. Giải thôi nào, giải cho thầy. Cái này cho mình m1. M1 nhá, nhìn cho thầy này, nó khác hai cái số này chưa? Khác rồi, ok, thỏa mãn một vòng. Vòng thứ hai thay vào đây có lớn hơn không? Không có, vậy thì thỏa mãn. Nghe thật kỹ, bước thứ hai thằng này mình giải ra là m bình trừ 4m trừ 5 bằng 0, tức là mình có tiếp là m bằng trừ 1 với cả m bằng 5. M bằng 5 thỏa mãn, vì sao? Khác hai cái này thay vào dương. M bằng trừ 1 có lấy không? M bằng trừ 1 kiểm tra hai vòng nhá, vòng này qua rồi, ok. Thay trừ 1 vào cái sao? Tạch. Vậy cái loại. Vậy kết luận. Kết luận cho thầy là m bằng 1 hoặc là m bằng 5. May mắn bài này nhá, là nó điều kiện này là không loại được cao của m như có nhiều bài nhá. Điều kiện này này nó loại đi giá trị m của mình đấy. Nên là các bạn mà không có điều kiện này là sai. Chú ý cho thầy những phần màu mực vàng nhé, là cái lỗi sai các bạn hay bỏ qua chỗ đấy, lỗi sai hay bỏ qua. Chú ý phần mực vàng cho thầy. Ủa Ngân nghe mic nhỏ à? Thấy bình thường mà nhìn. Thật chú ý cho điều kiện kia nha, trắc nghiệm thì người ta lừa các bạn từng tí một.
học kết nối bằng ổn định nhá, chứ mới vừa học vừa thoát thế này, chúng mày học này thì hiểu làm sao được. Ổn áp chưa? Nghe ngấm được không nhỉ? Tuyết Mai nghe ổn không? Đã ổn ạ. Minh Thu nghe ok không? Tạm tạm nhé. Tạm tạm. Trời ơi. Tạm tạm. Bài VS này cơ bản thôi, không có gì cả. Đấy, toàn bộ quá trình của phương trình này. Một tiếng đầu mình sẽ đi sâu vào VS một chút, những câu hỏi hay gặp của VS. Còn tiếng sau thì phân loại phương trình 1-2 sau. Hoa và Kim Chi nghe ổn chứ? Ổn ạ. Ổn thì bài sau phải làm được đấy nhá, phải ổn cho mình để lấy nhá. Nào. Thì ví dụ 2. Ví dụ 2. Cho từ dễ đến khó nhé. Cho phương trình. Ông Quốc Hưng VS cẩn thận vào nhá, mày học hành lầm khởm lắm đấy. Mà tập về nhà làm chỉnh chu vào thì mình quen tay được. Tìm để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn. Câu A là x1 cộng x2 bằng 2 lần x1, x2. Câu B là A bằng 2 lần x1 bình cộng x2 bình trừ x1, x2. Cái này mắc lớn nhất. Thầy cho 4 phút chuẩn bị thầy câu 1. Có kết quả chat lên nhá. Câu 1. Ngồi làm không ngồi chơi nhá. Mai Chi nghe rõ chưa? Ngồi làm không ngồi chơi. 4 phút. Dạ, ngồi viết đi. Các bạn làm được kết quả cái chat lên nhé. Để tương tác một tí. Câu đầu dễ thì gọi một đứa cũng làm được thay. Nào. Phong nào. Hôm nay mới thay. Đầu tiên mình ghi cái gì? Đầu tiên là để phương trình có hai nghi nghiệm x1, x2. Hai nghiệm x1, x2. Tương đương ngay. Nên ta phải là
bằng không. Rồi, cho nên ngay là m trừ một cộng với cả m bình trừ ba, à trừ đi m bình trừ ba lớn bằng không. Giúp con cho thầy nè, trừ hai m cộng bốn lớn bằng không, tức là m nhỏ bằng hai hả? À. Ok, m nhỏ bằng hai. Tiếp tục nha. Không phải tiếp tục là có định lý VS thì định lý VS cứ nói đi. X cộng 1 X1 cộng X2 bằng trừ B trên A bằng Cụ thể. Hai 2 nhân với M-1 rồi X1 nhân X2 bằng bao nhiêu? X1 X2 là C trên A. Cụ thể là bao nhiêu? Vậy, cụ thể là M2 M bình trừ 3. Rồi, bây giờ câu A nhé. Câu A là điều kiện sao đi. Điều kiện sao nào? Nó tương đương gì nhỉ? Tương đương ngay là gì? Điều kiện thay số bao nhiêu? Nhân 1 trừ 1 bằng 2 nhân với cả 2 nha. M bình trừ 3. Tức là ngay là M trừ 1 chia cho 2 đi. Trừ 3. Tức là tương đương gì đây? Tương đương là M bình trừ M. Tiếp tục, cứ nói đi. Trừ M trừ 2. Bằng không, tức là mừng bao nhiêu? M bằng Casio cho tay 2 với chữ 1. Ok, thỏa mãn hết không? Thỏa mãn hết. Vì điều kiện mình là chỉ nhỏ bằng 2 thôi. Ok, thế mình bài này mình có 2M. Rất là ngắn thôi nha, cực ngắn. Nào, ý thứ hai, câu này các bạn, nhiều bạn làm sai này. Ở bài này dễ thì không nói, nhưng sẽ có bài các bạn làm bị lỗi, làm bài là vậy. Bây giờ câu thứ hai nhé, mình hiểu như sau này. Nào, tìm m để phương trình có hai nhiệm và thỏa mãn là biểu thức này mắc, đúng không? Tức là nhá, các bạn làm đơn giản thôi, nhìn biểu thức này trong đầu mình nảy ngay là VS rồi, VS đúng không? Tức là mình sẽ biến đổi biểu thức A này theo M, hiểu vấn đề không? Biến đổi biểu thức A cho M. Vậy mình có cái A là bao nhiêu? Nào, Đức Anh nào, giúp thầy đưa A về dạng theo M cho thầy nào. Đức Anh. Ủa, đang nói không đấy? Mấy đứa nghe thấy nó nói gì không? Ơ, sao lại có nghe được, thầy không nghe được nhỉ? Phải chiếm. Nào, thế thôi, đứa khác đi xem nào. Nguyễn Thảo nào, giúp thầy nào, đưa cho thầy biểu thức A về M nào. Đưa thầy A về M, đưa kiểu gì? Em đưa thầy là Hai, cứ bình tĩnh thôi. Cái tổng này quen thuộc rồi, nó là gì? X1 cộng X2, tất cả bình. Trừ đi, đúng rồi, bình tĩnh thôi, trừ đi 1 x 2, phá ra sẽ là 2 lần x 1 x 2, cả bình này, đúng chưa, trừ đi mấy lần nhỉ? 5 x 1 x 2. Rồi, thay m cho thầy, thay số 3 bằng gì? 2 nhân 2 m trừ 1 tất cả bình. 2 nhân 2 m trừ 1 tất cả bình, ok, biết chậm nhé.
Rồi, trừ đi 5x1, x2. Được chưa? Nào, rút ra thầy, sorry, thay số 1 luôn. 5 lần là gì nhỉ? 5 nhân m bình trừ 3. Rút cái này nhá, cần phải rút còn sai này, nhầm này. Bình đây là 4 nhân 2 là 8, 8 trừ 5 là 3, m bình. Được chưa? Thằng này là trừ 4 trừ 8, trừ 8m. Được không? Trừ 8m, tiếp tục. Tiếp tục là gì nhỉ? Tự do là bên này là có 8 cộng với cả 15 là cộng với 23. Ok. Bài đòi hỏi mắc thì nhìn không có kết quả rồi. Thật mắc là không có kết quả rồi. Đưa này đúng không nhỉ? Kiểm tra cùng nhau nào. Xem là đưa về đúng không? Bây giờ nhá. 3M bình để kiểm tra lần nữa này. 3M bình. 3M bình đúng không? Trừ đi 8M cộng 23. Ok rồi. Không sai đâu. Bây giờ nhá. Thầy coi cái này là FM. Coi là FM. Được chưa nhỉ? Bài này bạn nào ra mắc thì chính tỏ là làm sai rồi đấy. Nhìn là biết sai rồi. Nhớ nhá, các bạn nhớ nhá. Bình thường các bạn mà học tốt cấp 2 ấy, thì đa số các bạn sẽ dùng kiểu hàng đẳng thức đúng không? Hàng đẳng thức để các bạn tìm mắc cái này. Nhưng mà lớp 10 rồi, lớp 10 rồi thì mình được phép trừ 16m à? Trừ 16m. Sorry. Rồi, lớp 10 rồi nhá. Thì các bạn nhớ cho thầy là như sau này. Mình không dùng hàng đẳng thức nữa và mình sẽ dùng bảng biến, biến thiên kiểu như vậy. Cụ thể như sau nhá. Đặt cái này FM, mình có bảng biến thiên của FM. Còn nhớ không? Đây là M này. Đây là FM. Được chưa nhỉ? M và FM nhá. Nhìn thấy kỹ cho thầy nào. Đỉnh là bao nhiêu? Bài này nhìn biết không có mắc rồi. Đỉnh là 8 phần 3. 8 phần 3. Đúng không? Đỉnh là 8 phần 3. Ok chưa? A ở đây là hệ số dương. A dương nhá. A dương. Sửa sửa thành min, mắc thì không có mắc đâu. Sửa thành min đi. A dương này, tức là đi xuống. Sửa thành min nhé. Đi xuống và đi lên. Trừ b trên 2a mà lên đỉnh mà, đỉnh là trừ b trên 2a mà, còn nhớ không? Trừ b trên 2a mà phải là 8 phần 3 chứ. Ok chưa nhỉ? Đến đây nhá. Bài này đề là min đấy, chắc thì chắc em đề là min, mày có min. Rất nhiều bạn ra min là tại m bằng 8 phần 3 là sai. Các bạn chú ý thấy điều kiện này là m phải nhỏ bằng 2 nhá. Thì bây giờ đến đây mình làm như mắc min như bình thường thôi, chặn khoảng nào. Ở đây là gì bao nhiêu nhỉ? Số 2 đúng không? 2 nhỏ hơn 8 phần 3 mà chặn khoảng. Ngoài khoảng bỏ đi. Đấy. Vậy nhìn cái chiều đang đi xuống đúng không? Chiều đang đi xuống, vậy min nó chỉ ở đây thôi. Min tại đâu? Tại m bằng 2. Thay vào cho thầy là bao nhiêu nhỉ? Tại 2 mình thay vào là bao nhiêu? Sẽ là 32 trừ 23 là trừ 9 này. 9 nó sẽ là số 12 trừ 9 là số 3. Vậy mình kết luận ngay là A min bằng 3 khi và chỉ khi là M bằng 2. Đó. Ở đây A này dương rồi mà Ngân, A dương thì làm gì có mắc nhỉ? Mắc là vô cùng mà Ngân. Huy tính lại cho thầy, tại 2 nó phải ra bao nhiêu nhỉ? Tại 2 phải ra 3 chứ nhỉ? Sửa giúp thầy thành min nhé, đề là min đấy. Chắc thầy chết nhầm đề. Gặp bài này làm rất bình tĩnh thầy, cho thầy nhé, rất bình tĩnh thôi. Tức là các bạn hiểu như sau này. Mình có hai thao tác. Bước 1 là đưa cái giả thiết về dạng toàn M
đưa giả thuyết về dạng toàn M, đặt loại Fm được chưa nhỉ? Bước thứ hai là tìm max min của Fm, tìm max min của Fm như bình thường. Max min thì dạy kỹ rồi, bảng tự nhiên thôi, nhớ lại một chút. Vậy A min bằng 3 khi M bằng bằng 2. Lỗi sai kinh điển, đa số học sinh là toàn ra là 8/3 rồi là sai. Cẩn thận điều kiện nha. Nhìn lại một phút nào, xem có hiểu bài này không? Để cho bài tương tự nữa. Nghe ngấm được không nhỉ? Ông Bảo nghe có hiểu được gì hôm nay? Dũng nghe hiểu không? Có. Ồ, tốt. Rồi, tối lại đánh tin tiếp nào. Huy hiểu không? Hằng đẳng thức ý, nếu mà Linh mà vẫn trễ có hằng đẳng thức đúng không? Thì mình phải đánh giá. Đánh giá hơi chặt đấy. Tức là thì hiểu ý của Linh rồi. Tức là mình phải đánh đánh giá điều kiện, tức là nó sẽ không, mình không nói hằng đẳng thức nữa, mình nói kiểu khác. Nhưng mà thôi tội gì lớp lớp 10 rồi, cái bài toán này mà sang lớp 9 ý, nó chính là cái bài các bạn thi cái câu cuối cùng lớp 10 đấy, chính là bài toán này này, chính nó đấy. Tức là mình tìm điều kiện của T rồi đưa về hàm bậc 2 đúng không, thì các bạn phải đánh giá hằng đẳng thức đúng không. Nhưng lớp 10 rồi nhá, thì mình thay vì đánh giá hằng đẳng thức các bạn biến thiên rồi, thì công cụ đánh giá rất là nhàn. Câu này chính là cái câu cuối lớp 10 các bạn vừa thi xong đấy, câu điểm 10 đấy, một dòng bunia ấy, tìm được cái của T ấy. Hôm nay thì đi coi thi nhìn qua một phòng trái đúng câu ý cả, vì chúng nó toàn sai chỗ điều kiện. Chính câu này này, chính nó đấy, dạng dạng như vậy, ok không nhỉ? Mặc dù câu ấy khá là dễ, ok chưa? Rồi thì cho bài tương tự nhá, cố gắng làm. Có hai thao tác. Rồi, Ngân mày làm được quay chắc được 10 đấy, thì 9,5 cũng được. Cho phương trình. Tương tự nha. X bình trừ 2 nhân M trừ 1 nhân X cộng M bình trừ 4 trừ 3 đi. Bằng 0. Ok, tìm M có hai ý. Tìm M để phương trình có 2 nhân X1 X2 sao cho biểu thức A bằng x1 bình cộng x2 bình cộng với cả 4 lần x1, x2 cộng với 5 lần trừ đi 2 lần x1, x2 trừ đi 2 lần x1, x2 được chưa nhỉ? Cộng 3 min. Đặt giá trị nhỏ nhất nhé. Tương tự nè, thầy cho các bạn 2 phút. Cho 2 phút. Rồi. Bạn nào có đáp án chat lên nhé. Làm tương tự câu thầy vừa làm thôi, không khác một tí gì cả. Thầy sẽ nâng độ khó lên. Trắc nghiệm các thầy cô sẽ hỏi cái này nhiều.
Chưa ai có kết quả, vậy hơi chậm nhỉ. Một phút nữa sẽ gọi nhé. Nào, Diệu Linh nào, cùng làm với thầy nào. Ừ, đầu tiên là gì nhỉ? Để phương trình có hai nghiệm x1, x2. Cứ nói đi. À, khi là chỉ khi delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi tiếp tục, tương đương này là gì? Trừ 2, m trừ 1 delta cho cả phẩy, bình. Delta phẩy rồi, phẩy nó khác. Chỉ là còn gì thôi, m trừ một tất cả bình thôi, đúng không? Trừ đi m bình trừ 5 lớn bằng 0, rút gọn lại cho thầy sẽ là gì? Ô, con bé này ngồi không làm à? Cái này mày phải làm xong rồi chứ, ngồi học vào. Các bạn cứ ngồi chơi không hiểu gì đâu, nghe như bị nghe sấm ấy. Chăm chỉ một tí mà chẳng lẽ bắt bật cam học. Điều kiện bằng ma là viết là gì nhỉ Linh nhỉ? Là x1 cộng x2 bằng 2m trừ 1. 2m trừ 1 đúng rồi. 2 nhân m trừ 1, x1 nhân x2 bằng bao nhiêu? 2m trừ 5. M bình trừ 5. Nào đưa cái A về cho thầy về dạng toàn M nào, đưa được không? Cụ đầu tiên quen thuộc chưa? Nó là viết thành gì nhỉ Linh nhỉ? Sẽ là x1 tất cả bình trừ đi gì? Trừ đi 2 lần x1, x2 lại trừ đi phát nữa. Cái đầu tiên là vậy này, trừ đi 2x1x2 3. Ủa Linh, mày nghe có ổn không đấy hả Linh? Mày phải ngồi làm chứ không phải chơi ý. Nào thay số 3 cho thầy nào, tức là x1 cộng x2 tất cả bình này rút gọn một chút, trừ đi mấy lần? 4x1x2 cộng 3 bằng gì nào? 2m trừ 1 tất cả bình. Rồi. Trừ đi 4 nhân mấy gì nhỉ? 4 nhân với m bình trừ 5. M bình trừ 5. Cộng 3. Ừ. Cộng 3. Tiếp đi giúp bọn cho thầy bằng ngân nhé. Giúp gọi là sẽ là ok, hết bậc 2 à? Không hết bậc 2 không sao cả, kệ thôi. Nào, bình thường có bậc 2 chắc thì chém cái lỗi đề rồi. Không sao. Tức là mình sẽ có những gì nhỉ? Trừ 2 m bình. Không phải. Đây là 4 m bình mà em, 4 m bình chứ. 2 bình là 4 mà. Hiểu vấn đề không? Nó sẽ là gì nhỉ? Trừ 8 m. Tự do là, thế giới tự do là bao nhiêu? Dương 4 cộng 7 cộng 20 là cộng 27. Nào bây giờ Amin có gì đánh giá, có gì đây? Đánh giá. Đánh giá nhá. Nào nhận xét. Bình thường cái này sẽ là bậc 2 đấy, nhưng mà chắc thầy chén mỗi đề thôi. Vậy đánh giá như sau này. Mình có M lớn bằng 3. Vậy em có trừ M như thế nào nhỉ Linh nhỉ? Không, vẫn đúng đề ngân ạ. M lớn hơn 3 thì trừ M sẽ như thế nào hả Linh? Trừ M nhỏ. Nhỏ hơn hoặc bằng gì? Nhỏ hơn bằng 3. Trừ 3.
Nhưng mà cụm này của thầy nhá, cụm này của thầy là trừ 8m đúng không? Vậy suy ra ngay là trừ 8m sẽ nhỏ bằng bao nhiêu? Nhỏ bằng trừ 24. À, chết rồi, thầy lag rồi. M nhỏ bằng 3, sorry, đây là m nhỏ bằng 3 này. Thì trừ m lớn bằng 3, lớn bằng trừ 3. Vậy trừ 8m lớn bằng trừ 24. Nhưng mà cái A của em là gì? Cái A của em này này, nó là trừ 8m cộng 27. Tám Tức là mình cộng bao nhiêu cho cả hai vế nhỉ? Cộng bao nhiêu nhỉ? ba Cộng 27 cho cả hai vế. Tức là trừ 8m cộng 27 lớn bằng bao nhiêu? Lớn bằng trừ 24 cộng 27 bằng 3. 24 lương ngay là thằng này chính là gì? Chính là cái A này. Lớn hơn bằng 3. Em hiểu không? mà Vậy tức là mình có A min bằng mấy? amin bằng 3. Khi m bằng bao nhiêu? A min bằng 3 khi nào? Khi m bằng mấy? Đây, dấu bằng xảy ra này, dấu bằng xảy ra khi m bằng 3. Hoặc ý, hoặc thì dạy em cách tìm nhá, hoặc là em có a min bằng 3 đúng không? Em cho cái này trực tiếp bằng 3 này, cho cái a bằng 3. Trực tiếp bằng 3 luôn, vậy em giải là m cũng bằng 3 thôi. Em hiểu không? Quan trọng là phải ngồi làm nhá, đừng ngồi chơi nữa. Các bạn nghe ổn không nhỉ? Nào. Đây là hai câu về mắc min. Min mắc. Bài này thì chém hơi lỗi đề đấy, tức là bài này nó ra của cái A thì nó ra bậc 2 cơ. Nhưng mà không sao. Nó ra bậc 1 vẫn làm được thôi. Làm kiểu này. Hoặc là các bạn có thể vẽ bảng biến thiên cũng được. Bảng biến thiên bậc nhất nhá. Thằng này A âm này tức là nghịch biến hết. Đấy, xong chặn khoảng như bình thường thôi, chặn khoảng như bậc 2 bình thường. Nga, mày đang nghe ổn không Nga? Dạ ổn ạ. Minh Thu hiểu hơn chưa? Thôi rồi ạ. Ừ. Vũ Linh ok không Vũ Linh? Có. Ừ. Chúng mày lại trầm trầm. Nào bây giờ nha, một cái ứng dụng nhỏ nè, ứng dụng một tí phương trình bậc 2 vào tìm min max. Thật ra cái này các bạn học rồi đấy, học rồi, học lớp 9 rồi, như thầy nói lại thôi. Ví dụ thầy cho A vào cái này, ví dụ 4 tìm max min của biến thức A bằng cái này 2m cộng 1 chia cho 2x đi, sửa x đi, sửa quen, chia cho x bình. Một tế ứng dụng của phương trình bậc 2 nhé. Tôi sẽ làm mẫu một bài này rồi các bạn sẽ các bài sau thì sẽ làm tương tự bài của thầy thôi, nó không khó. Rồi xong thì luyện tập tiếp sau thì sẽ gửi cho bạn trước một cái phiếu nhá, gồm những cái bài nào đấy rồi thầy sẽ luyện tập chữa những bài trong phiếu đấy, ok, như phần hình thì ngày xưa ấy. Nào ở đây nhá, bài này giống như bài rút gọn của ngày xưa, các bạn ấy nhớ bài rút gọn không? Rút gọn p bằng cái gì đấy rồi tìm mắc min của biểu thức nào đấy chứa p chẳng hạn, vậy nó giống như bài rút gọn ngày xưa của mình những lớp 9 vừa thi xong, nó khá cơ bản thôi. Thì bây giờ nhá, cái này này nó tương đương gì? Thầy quy ông lên tức là a nhân cái phần này thì các bạn không đủ sức xếp hàm ở đâu, cái lên lớp 12 cái này các bạn là không không bảng biến thiên nhá, không lập bảng biến thiên. Vì sao? Vì nó không phải bậc 2.
mà muốn lật lại bảng biến trên của cái này ý, thì phải lên lớp 12 cơ, lên lớp 12 học đạo hàm thì mới lật lại bảng biến trên cái này. Còn tạm thời hiện tại là mình chưa thể lập được cái này đâu. Thì mình cứ làm chế cấu như sau thôi. Thầy quy ông lên, thầy quy ông lên tức là x bình cộng 2 bằng 2x cộng 1. Bây giờ thầy nhân phá nhé, thầy nhân phá ra phương trình bằng 2 đi, tức là a nhân x bình này. Được chưa nhỉ? Cộng à, trừ đi 2x này. Được chưa? Cộng với cả 2a cộng 2a trừ 1 bằng 0. Các bạn nghe này, cái này nhá, a xác định tức là mình phải tồn tại x, không phải tồn tại x để cho a xác định chưa, để có min max thì phải tồn tại x mà, đúng không? Tồn tại x để a xác định đã, hiểu vấn đề không nhỉ? Thì bây giờ mình ghi này, để bây giờ trong phương trình này nhá, trong phương trình này thì coi x là ẩn, a là tham số, để phương trình có nhiệm, để phương trình có nhiệm khi nào, khi và chỉ khi là là gì? Là delta phẩy. Delta phẩy nó phải lớn hơn bằng 0. Đúng không? Và a khác 0. Mình muốn dùng delta a khác 0 đã. Bài này trình bày như thế này cho hợp lý hơn đi. Thầy trình bày như thế này thì các bạn hơi bị ngáo một chút. Nào, ở đây nhá, thì sẽ coi là gì nhỉ? Sẽ coi là x là ẩn a tham số, vậy trừ 1 đi. Ở đây là a mình chưa biết mà, a bằng 0. Suy ra ngay x là bao nhiêu? Tức là mình có ngay suy ra phương trình là gì? Phương trình sao sẽ là gì nhỉ? Trừ 2x trừ 1 bằng 0, tức là x bằng trừ 1/2. Rồi, tức là a bằng 0 thì x là trừ 1/2 đúng không? Trừ 2 là a khác 0. Vậy để phương trình có nhiệm khi nào, khi và chỉ khi là delta phẩy lớn bằng 0. Tính lên delta phẩy nào, tức là mình có 1 này trừ đi a nên mình 2a trừ 1 nó phải lớn bằng 0. Hãy rút gọn lại cho thầy, tức là trừ 2a bình cộng a cộng a cộng 1 lớn bằng 0. Bây giờ phân tích cho thầy nhé. Nào, phân tích đa thức nhân tử, phân tích thành nhân tử cho thầy. Tiếp theo thầy cho một cái chú ý nhỏ, một cái mẹo nhỏ nhá, để mình phân tích cho nhanh. Nó sẽ viết thành như sau này. Mình sẽ viết thành là a trừ 1 nhân với cả, nhân với cả trừ 2a trừ 1. Cái này lớn bằng 0. Lát thầy cho một cái chú ý nhỏ, vì sao chỗ này, các bạn có thể phân tích ra vì sao chỗ này này nó ra ở chỗ này, thì lát thầy có một cái chú ý nhỏ cho các bạn theo dõi cho dễ. Còn mà nào phân tích tốt được thì cứ làm thôi, được chưa nhỉ? Hiểu chưa? Tích của hai số hạng đây này, đây là tích của hai số hạng không âm khi nào, khi và chỉ khi như sau. Mình có hai trường hợp, khi nào nhỉ? Khi a trừ 1 lớn bằng 0 và trừ 2a trừ 1 nó phải lớn bằng 0. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là a trừ 1 nhỏ bằng 0 trừ 2a trừ 1 nhỏ bằng 0. Nghe ok không mấy đứa? Ổn áp không? Tương đương ngay là gì? Nào, cái đầu tiên là a lớn bằng 1 này, cái sau là a nhỏ hơn trừ 1/2. Các bạn thấy vô lý không? Làm gì có cái số a nào mà vừa lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2, cái loại luôn cho thầy. Loại ngay. Tiếp tục. Ở đây mình có a nhỏ bằng 1 và a lớn bằng -1/2. Vậy chốt lại cho thầy là bao nhiêu? -1/2 nhỏ bằng a. A nhỏ bằng 1. À vậy từ cái này nhá, từ cái này mình suy ra ngay. Vậy suy ra ngay là gì? Max a bằng bao nhiêu? Max a là 1. Min a bằng 1/5. So sánh à, max a lớn 0 rồi. Cái đây là 1 lớn 0, ok, vậy lấy max là 1. Trừ 1/2 nhỏ hơn 0, vậy lấy min trừ 1/2. Ok, vậy kết luận max a là 1. Min là trừ 1/2. Đấy là ứng dụng, một ứng dụng nhỏ của phương trình bậc 2 để mình
tìm max và tìm min, kiểu như vậy. Dừng lại 1 phút đến 2 phút các bạn xem lại cho thầy là quá trình này. Xem có ổn không? Thầy nghĩ phần này lớp 9 các bạn học nhiều rồi. Lát thì có câu hỏi đấy, lát thì sẽ có câu hỏi nha. Câu hỏi cho các bạn trả lời. Thật ra lớp 9 các bạn học sinh giỏi, lên cấp 3 các bạn học sinh dốt là chuyện bình thường. Vì các bạn tâm lý mải chơi lắm, quá mải chơi. Mà chơi kinh khủng luôn. Cái nhóm này hầu như toàn là lớp chọn là chính đấy. Đa số là lớp chọn của trường mình mà sao phải thấy kém ấy nhỉ? Vì sao chúng mày mải chơi là chính ấy. Trang mình Phương cứ thoát ra đi xem là xem vào lại được không. Ý thức các bạn học tốt thì học mới giỏi được. Ngày xưa thầy cũng thế thôi. Thầy lớp 9 ngu như bò ấy. Thầy giỏi thì nó lớp 10. Ngày xưa toàn cho học chơi điện tử thôi. Nào đến lớp 10 ý thức được thì mới giỏi được. Nói chung là các bạn ý thức tốt thì điểm sẽ cao. Thật ra các bạn ở cấp 3 mải chơi là vì các bạn tâm lý như thế này này, là kiểu các bạn vừa thi xong đúng không? Các bạn muốn xả stress kiểu như vậy. Các bạn chưa định hình được mình muốn thi cái gì. Như thầy là lấy lớp 10 phát thì định hình thì thi trường nào rồi, nên là thầy sẽ cố mà học. Vì biết cái đầu vào mình khá là thấp, nên là thầy sẽ cố mà học thì thi vào trường mình thích thôi. Phải có định hướng trước, định hướng dần cho mình muốn là cái gì đi thì sẽ cố mà học thôi. Bây giờ câu này nghe hiểu chứ? Thu Trang nghe hiểu không? Câu này nghe hiểu không? Có ạ. Anh Quang nghe ổn không? Ok chưa? Em hiểu ạ. Mai Chi hiểu không? Cái bài này mình học có. Nào thế thầy có một câu hỏi cho các bạn nhé. Có một câu hỏi. Max A bằng 1 khi và chỉ khi x là bao nhiêu? Đố các bạn biết x là bao nhiêu? Mắc A là 1 khi x là bao nhiêu? Đố mấy đứa biết? Nào. Mắc A bằng 1 khi x là bao nhiêu? Duy Khánh nào. Duy Khánh x là bao nhiêu? Ừ, Ngân đúng rồi. Ừ, Phương đúng rồi. Ừ, thằng Duy Khánh rồi. Nó vừa hỏi phát thằng này là bị thoát ra ngoài rồi. Nào, An nào. Mắc A bằng 1, khi x bằng bao nhiêu là An? Em thầy là mắc A bằng 1, khi x bằng 1 ạ. Vì sao x bằng 1 tìm được gì? Vì mắc A bằng 1 thì em thay A bằng 1 và thì em sẽ có 1 bằng 2x cộng 1 trên x bình cộng 2 ạ. Ừ, đúng rồi, tốt. Ý thầy là vậy thôi, tức là rất nhiều bạn nhé tìm được max min rồi nhưng mà không biết là bao nhiêu, thì cách tìm x đơn giản nhất của thầy ấy. Cách tìm đơn giản nhất của thầy là như sau này. Max a bằng 1 đúng không? X là bao nhiêu thì các bạn cho trực tiếp cái a bằng 1. Đấy, rồi các bạn suy ra x bằng bao nhiêu đấy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tương tự min a bằng bao nhiêu? Bằng âm 1/2 khi nào thì muốn x là bao nhiêu đúng không? Thì mình cho cái này bằng âm 1/2 để giải x. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Không phải là mình tìm được max min rồi nhưng mà không biết nó xảy ra khi nào thì đấy là cái điều không được. Ok chưa? Một bài nữa nhé, một bài nữa cho quen. Bài cơ bản thôi. Nghe hiểu được bài này phải làm được nhá, bài này không khó. Ví dụ 5. Cơ bản. Thì cho phương trình.
x bình trừ mx cộng m trừ 1 bằng 0 rồi. Tìm m để cái p bằng cái này 2 x 1 x 2 cộng 3 chia cho x 1 bình cộng x 2 bình. Gặp bài này cứ được các bạn đi thi trên lớp gặp bài này thì cứ cách này của thầy mà làm thôi nha, và chỉ có kiểu này thôi. 2 x 1 x 2 cộng 1 cái này mắc nào thì cho 3 phút làm thử. Các thao tác làm như của thầy các bạn phải nháp mới hiểu được, chứ trực chép không hiểu một cái gì đâu. À, phải tự giác làm, chép thì không hiểu được. Là như bình thường thôi. Đưa cái P về M cho thầy đã. Bài này thì yêu cầu chỉ mắc thôi, không cần tìm min. Kết quả m bao nhiêu? Mắc là bao nhiêu? Một phút nữa thì gọi. Cùng làm nhá. Một đứa nào đi giúp thầy. Hoa nào, Hoa có đây không? Hoa có ạ. Đầu tiên nào, để phương trình gì ạ? Để phương trình có nghiệm. Có nghiệm phân lương này delta lớn không, lớn bằng không, lớn bằng không tức là phân lương gì? Trừ m tức là m bình trừ là m bình trừ 4. 4 nhân m trừ 1 ạ. Nó bằng 0 hay tương đương ngay là không. M bình trừ 4m cộng 4 lớn bằng 0. Nhìn thấy ngay đúng không? Đây là chính là gì đây? M trừ 2 là bình. Đây luôn đúng với mọi em. Được chưa? Nào bước thứ 2 VS nào. Tiếp theo là x 1 x 2 sẽ bằng là m 1 x 2 sẽ là m trừ 1 ạ. Đó, thay p thầy, cái p đi. Biến đổi. Là 2 nhân m trừ 1 cộng 3 chia cho trên là x tổng cộng bình. 1 cộng x 2 tất cả bình trừ 2 x 1 x 2 trừ 2 x 1 x 2 cộng với 2 nhân 1 x 2, 2. Chỉ tiêu hết sạch rồi. Thay vào thế là 2m cộng 3 này chia cho mẫu là gì? Mẫu sẽ là m bình. M bình trừ cộng 2. Ừ. Nan ná về trên rồi đúng không? Nan ná về trên rồi. Nào. Quy đồng lên đi, tương đương lên.
Nó lên cho thầy. Thầy là nhân nào? P nhân M bình cộng 2. Rồi, bằng gì? Bằng 2M cộng 3. Tương đương là M, à, tương đương là P này. M bình cộng 2P ạ. Rồi, ok. Trừ đi 2M này, tiếp tục nào. Cộng 2P. À, vâng. Đúng không? Có hiểu không đấy? Thầy nhân lên mà. Vâng, vâng. Trừ 3. P trừ 3. Bằng không? Gọi lên phương trình 1 đi. Phương trình này mình coi M là ẩn, P là tham số. Đúng không? Vâng. Vậy để phương trình 1 có nhiệm khi nào? Khi là delta, à khi delta lớn bằng 0. Rồi, cái này mình người ta hỏi là hỏi min đúng không? Hỏi max nhỉ? Hỏi max. Mình có hai trường hợp đi. Trường một nè. Nếu P bằng 0, biết sao xét V bằng 0 không? Ủa? 2M cộng 1 á, chỗ nào anh nhỉ? À, chỗ này ok rồi. Sorry. Nào, Hòa biết sao xét V bằng 0 không? Này, phương trình bậc 2 là cái này, ẩn là M, P là tham số đúng không? Thì cái P của em ý, biết nó khác không hay bằng không chưa? Chưa. Chưa biết thì phải xét A khác không, A bằng không, đã hiểu vấn đề không? Rồi, vậy xin ngay là mình giải vào thôi, chứ là trừ 2M. Ô, nó giống hết bài trước à? Ủa, giống hết bài trước này. Tức là M bằng 1 phần 2. Rồi. Tương tự bài trước nhá. Để P khác không? Tương đương ngay là phương trình có nhiệm. Phương trình 1 có nhiệm khi và chỉ khi là gì nhỉ? Tức là delta phẩy phải lớn bằng 0 đúng không? Tức là mình có 1 trừ đi P. Cái này giống hết bài trước rồi. Lớn bằng 0, tức là mình sẽ chặn ngay được khoảng là trừ 1/2 nhỏ bằng P, P nhỏ bằng 1. Giống hết bài trước nha Hòa nhá. Đây, thay mỗi chữ M là chữ X thôi. Vâng. Đấy. Vậy mình có P min là bao nhiêu? P min bằng âm 1 phần 2. Khi phải khi M là bao nhiêu nhỉ Hòa nhỉ? Tìm thấy M nào. Thấy khi và chỉ khi M. Dạy cách tìm M rồi. Tức là mình cho P bằng bao nhiêu nhỉ? Mình cho P bằng bao nhiêu? Âm 1 phần 2. Đây. Đấy. Âm 1 phần 2. Em tìm được M không? Có. Rồi tức là mình có 2 M bằng trừ 2 nhân 1 phần M bình cộng 2 đúng không? Quy ông lên cho thầy sẽ là 2M bình cộng 4M. Đấy, cộng 6 bằng 0. Tức là mình có M bằng bao nhiêu? M bằng trừ 1. À, ủa, như thế lại tính sai chỗ nào không nhỉ? M bình cộng 2 phải nhân là trừ 1 đấy. Ừ. Chết thật đấy. Chưa già đã đến thế này rồi. Là M bao nhiêu? M bằng trừ 2. Vậy có phải M bằng trừ 2. Nói chung là gặp cái bài mà yêu cầu ấy, đề bài người ta yêu cầu nhá, là tìm max min của P. Mà cái P có dạng phân số như này ấy, thì chắc chắn là phải dùng ứng dụng này rồi. Hiện tại là vậy, chắc chắn là thế. Các bạn hiểu vấn đề không? Thành cái phản xạ đó thầy nha. Chắc chắn là sẽ dùng ứng dụng này rồi. Không lệch yêu được. Buổi sau thầy sẽ phát chiếc cái phiếu, các bạn chuẩn bị. Nhớ chuẩn bị nha. Chúng mày làm đi coi như cho thầy vui, mất không thể soạn. Tao đỡ phải soạn văn mẫu để phụ huynh. Để mình sang dạng chuẩn bị dạng mới nào. Lại Linh nghe có hiểu không đây, con bé này. Ngô Phanh hiểu không? Em hiểu thế.
Ok, nào. Bây giờ mình sang nhá, lớp bài toán khá là mới. Bài toán là tìm nghiệm, tìm điều kiện của M để phương trình bậc 2, nhớ là bậc 2 nhá, chỉ là bậc 2 thôi, có nghiệm hoặc là vô nghiệm trên trên D, trên D. Ok, tìm điều kiện của M để phương trình bậc 2 có nghiệm vô trên D. Cái D của thầy chỉ là một tập hợp nào đấy thôi, tức là đoạn 1 đến dương vô cùng hay là đoạn từ 1 đến 3 chẳng hạn. Hiểu vấn đề không? Cái sai lầm thường gặp của phần này ấy, nghe thầy nói kỹ này, nghe thật kỹ nha. Phần này sai lầm hay gặp nhất của mình ấy là gì? Là các bạn chỉ xét delta thôi. Có nghiệm thì delta không âm, vô nghiệm thì delta âm, thì cái đây là một cái sai lầm rất là hoàn toàn. Cách làm đấy chỉ đúng khi là trên R, còn cái D này trên D là trên một khoảng. Hiểu vấn đề không nhỉ? Trên một khoảng. Thì delta là chưa đủ. Chú ý cho thầy luôn, chú ý luôn. Chú ý luôn cho đơn nóng là dạng bài toán này. Dạng bài này dùng delta là chưa đủ. Là chưa đủ. Nhớ cho thầy cái này nha. Dùng delta là chưa đủ. Chưa thử đủ hết được trường hợp của nó đâu. Thầy tàu nhanh ở đây nhé, tàu nhanh thôi, tàu nhanh thôi. Ví dụ cái phương trình của thầy set x chỉ thuộc đoạn từ 2 đến 4 đấy chẳng hạn, đúng không? Bây giờ nhá, rất nhiều bạn chỉ cần là delta nhỏ hơn không, ok, delta nhỏ hơn không, phương trình vô nghiệm chuẩn rồi. Giả sử bài toán có thể là tìm m để phương trình vô nghiệm nhá, các bạn delta nhỏ hơn không, phương trình vô nghiệm, ok, đúng rồi, thầy không nói. Nhưng mà nếu giả sử nhá, giả sử mà delta dương đi, delta dương thầy giải ra hai nghiệm x bằng 1 và x bằng 5, thì theo các bạn phương trình này có vô nghiệm không? Vẫn là bậc 2, nhưng nếu giả sử thầy giải x bằng 1 và x bằng 5 thì theo các bạn phương trình này có vô nghiệm không? À, mấy đứa có vô nghiệm không? Vẫn là vô nghiệm, vẫn là vô nghiệm hết. Vì sao? Vì hai nghiệm này loại hết, vì x của thầy chỉ xét ra là 2 4 thôi. Đấy. Nên là chính lý do đấy, cái này chính là D này, mình hiểu cái này là D này. Đấy. Chính lý do đấy nhá, thầy bảo là bài này dùng delta là chưa đủ, chưa thể đủ được. Thì bây giờ nhá, thành phản xạ là khi gặp bài toán trên thì sẽ có các hướng xử lý sau, có các hướng sau. Nó theo các bạn đến lớp 12 nhá, các hướng sau. Cái này là thứ tự phản xạ của thầy đấy, và theo các bạn lớp 12 luôn. Lớp 12 luôn nhá. Gặp bài toán phương trình bậc 2 mà có tham số thì phản xạ như thế cho thầy, gặp đúng thứ tự nhá. Hướng 1. Đây là các hướng khác nhau chứ không phải các bước làm nhá, hướng 1. Hướng 1 là hướng ngon nhất. Là thầy cô lập M. Là về đưa về phương trình bậc 2. Đưa về phương trình bậc 2. Và phải đưa về bậc 2. Đưa về hàm số bậc 2, đưa về hàm số cho chuẩn. Hàm số bậc 2. Vì sao thầy bảo là phải đưa về bậc 2? Vì sao? Vì bậc 2 của các bạn ấy có bảng biến thiên. Đúng không? Có bảng biến thiên. Lại giống bài toán parabol hôm trước, lần trước mình học ấy. Đấy là hướng đầu tiên nha. Hướng thứ hai, khi mà hướng 1 mà tạch, hướng 1 mà không làm được nhá, thì mình quay xe luôn, quay xe. Hướng thứ hai là gì? Là kiểm tra delta, kiểm tra delta, delta chính phương. Các bạn hiểu chính phương, chính phương tức là nó bình phương của cái gì đấy, tức là gì? Delta phải có dạng là biểu thức bằng cái gì đấy, tất cả bình,
Vì sao thầy bảo kiểm tra delta chính phương? Vì khi mà delta chính phương nhá, thì nhiệm mình giải trực tiếp nhiệm luôn. Nhiệm sẽ là nhiệm đẹp. Các bạn có nhận được thầy không? Khi delta chính phương nhá, thì nhiệm nó sẽ là nhiệm đẹp. Ok, chơi trực tiếp nhiệm luôn. Đấy là thứ tự ưu tiên là vậy. Còn khi mà hai hướng này mà tạch đấy, thì hướng thứ ba là hướng bần cùng thôi. Bần cùng, hướng bần cùng nhất có thể. Và khó nữa, hướng thứ ba là hướng tay to, đúng kiểu tay to luôn, hay là cơ bắp đấy, thầy hay gọi là hướng cơ bắp, để xem nhỉ, tay to, tức là dùng VS, dùng định lý VS. Tức là hai hướng đầu mà tạch ý, thì dùng VS thôi, mà VS dùng khá là dài, nên thầy mới bảo là hướng tay to hoặc là hướng cơ bắp, được chưa nhỉ? Đấy. Ok, đấy là phản xạ chính của thầy là vậy nha, phản xạ chính. Ba hướng nhá, mỗi hướng thì cho hai ví dụ, hy vọng là buổi này làm được hai ví dụ mỗi hướng. Mỗi hướng thì cho hai ví dụ. Được chưa? Thứ tự ưu tiên nhá, hướng 1, hướng 2 thì mình có thể linh động với nhau được. Nhưng mà ưu tiên hai hướng 1, hướng 2 trước. Còn khi nào hai hướng mà trên mà tạch ý, thì mới dùng hướng 3 để trên nhà, hướng 3 bần cùng thôi nhá. Đúng kiểu cờ bị gì tốt đấy, để trên nhà. Bí lắm thì mới dí thôi, được chưa? Ok. Rồi, bây giờ ví dụ mấy rồi nhỉ? Ví dụ 5 rồi, ví dụ 6 nào. Hy vọng là kịp giờ. Không kịp thì buổi sau làm nốt. Thầy cho 3 hướng nhá, mỗi hướng 2 ví dụ cho các bạn. Phản xạ. Cho phương trình như thế đi. Là x bình trừ đi 2x cộng 3m trừ 1 bằng 0 chẳng hạn. Câu hỏi của thầy là tìm m để phương trình có hai nhiệm phân biệt trên trên đâu, trên cái đoạn từ 0 cho tới 3. Đấy, bài này delta là chưa đủ đúng không? Bài này mà các bạn dùng delta dương là chưa đủ được. Vậy trình bày như bài trước thôi. Nào thì làm mẫu luôn nhé. Giải luôn. Ví dụ sau bạn làm tương tự. Giải luôn này. Đầu tiên. Cùng quan sát và cùng làm với thầy nhé. Nhìn thấy ngay đúng không? Bài này cô lập m rồi. Đưa về phương trình bằng 2 rồi. Ok vậy. Mình sẽ cô lập m đi. Cô lập m, cái này cô lập m thì ghi nháp đi nhá. Và phương trình tương đương như sau này. Phương trình nó tương đương gì? 3m sẽ bằng là trừ x bình cộng 2x cộng 1. Cái này bằng fx. Được chưa nhỉ? Đây là phương trình sao? Đấy. Bây giờ bảng biến trình bày ngắn gọn thôi, bảng biến thiên luôn, bảng biến thiên của fx trình bày như thầy thôi nhá. Ngắn gọn đủ ý. X và fx. Đừng có quên ngay nhé. Bậc 2 vừa học xong đấy. Nào đỉnh là bao nhiêu nhỉ? Vừa hỏi một phát nào. Không lại quên hết rồi. Mai Chi nào. Đỉnh là bao nhiêu? Đỉnh là trừ b trên 2a. Cụ thể. Cụ thể bài này đỉnh là mấy? 2 trên trừ 1. 2 trên trừ 2. Con bé này trừ b trên 2a cơ mà. Nó phải là 1. Trời ơi, A âm bát gì? Mai Chi, A âm bát gì nhỉ? Bát ngửa. A âm bát ngửa, trời ơi. Ơ em nói. Úp đi lên và đi xuống. Tận khoảng nào? Khoảng mình sẽ là khoảng gì em nhỉ? Không. Không đến 3. Đến 3, còn nhớ nhớ lại cái này chưa? Ấn tượng chưa? Được. Nào, tính các đầu mút nha, tính này các đầu mút nào. Ở đây mình có 3 đỉnh thôi. Tại 0 thì F là 1. Tại 1 thì F là 2. Tại 3
thì f là bao nhiêu? 3 f là trừ 2. Vậy mình minh họa ra ngoài đi. Minh họa. Minh họa như sao nhỉ? Có nhớ minh họa không? Nó từ 1 này. Nó lên đâu? Từ 1 lên 2. Từ 2 xuống đáy là trừ 3. Mình có 3 đầu mút nhé. Các bạn nhớ thấy thằng này này. Thằng này là đường thẳng đúng không? Nó là đường thẳng. Đường thẳng song song hoặc là trùng với cả OX. Có nhớ không nhỉ? Đó. Vậy bây giờ bài này cho thầy nhá. Vậy mình ghi câu văn như sau này. Để phương trình có hai nhiệm phân biệt trên đâu? Trên 0 đến 3. Khi và chỉ khi là gì? Khi và chỉ khi là đường thẳng y bằng 3m cắt đồ thị y bằng trừ x bình cộng 2x cộng 1 hay để tại phân biệt. Nhớ chưa? À, trừ 2, ok. Rồi. Bây giờ lại cần cái thước di thôi. Cần cái thước di. Khi nghe nhá, mình chỉ so sánh với các đỉnh thôi. Chỉ so sánh với các đỉnh thôi. Ở đây mình có 3 đỉnh. Và mục tiêu của thầy là cần có hai hiệu phân biệt đúng không? Tức là nó phải như thế này. Tức là phải như thế này. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tức đây là 3M. Đúng không? Nhìn 3M so sánh với hai đỉnh nào? Muốn nó phải nằm giữa đỉnh 1 và đỉnh 2 không? Tức là mình có. Vậy từ bảng biến thiên nhìn bảng biến thiên, vậy suy ra ngay là gì? 1 phải nhỏ hơn hoặc bằng 3m. Bằng được tại 1 vẫn cắt được 2 điểm và nhỏ hơn 2. Tức là mình có 1 phần 3 nhỏ hơn bằng m, m nhỏ hơn 2 phần 3. Ok. Đó là bài toán cô lập m đầu tiên. Phần này thầy nghĩ các bạn đơn giản rồi vì mình vừa học xong. Ừ, bậc 2 với cả phương trình đan á nhau mà Linh. Nên parabol người ta phải dạy trước để ứng dụng parabol luôn. Chính vì lý do đấy người ta phải dạy là parabol trước cái phương trình bậc 2 để ứng dụng luôn. Các bạn học hiểu ấy, học hiểu thì sẽ nhớ lâu hơn nhá, đừng học theo dạng. Nói chung làm nhiều thành kỹ năng mà không phải sợ. Làm nhiều thành kỹ năng. Minh Thu nghe hiểu không Minh Thu? Đã có. Phan Huy ok không? Có ạ. Phan Thảo? Có ạ. Ok nha. Rồi ví dụ 6 tương tự. Ví dụ 7 tương tự nha. Tra kết quả là bao nhiêu? Ờ lý là chúng mày học ao trình quá, cái phải tầm kỳ 2 mình học cái định lý sin cos đi cơ. Chả hiểu cô Trang dạy cái gì cho tao mày khó. Nhưng tao bỏ lâu rồi. Con gái học ít thôi cho xinh đẹp. Thầy khuyên thật là vậy. Năm nào thầy cũng khuyên chúng nó thế mà, học ít thôi cho xinh đẹp, học nhiều làm gì. Rồi tìm m về phương trình có một nhiệm thôi. Làm đi mày được. Học ít chứ không phải là không học. Chúng mày thì là không làm bài tập ở nhà ấy thì trời dí.
việc đầu tiên khi làm một phương trình là không phải quan tâm giải như thế nào mà phải điều kiện cho nó có nghĩa trước nha, rồi mới làm, nếu phải điều kiện. Thôi làm đi nào, làm đi, chắc kết quả là bao nhiêu? 2 phút nữa thì gọi. Quét quả chat lên nhé, cơ bản thôi. Là một đứa không làm với thầy nè, để dí một đứa không làm với thầy nhé. Thu Trang nè. Em chưa làm xong ạ. Ờ, cùng làm đâu, cùng làm luôn đi. Điều kiện là gì? Ba bé hơn x ạ. X cộng 3. X bé hơn 3. Tức là x nhỏ bằng 3 này. Và x lớn bằng trừ 1. X lớn hơn trừ 1. Vậy chia x thuộc cái đoạn gì? Trừ 1 đến? Đến 3. 3, rồi. Nào, phương trình tương đương gì? Mình có 2 khả năng. Căn 3. Trên căn của 3 trừ x cộng căn của x cộng 1 cộng 2 bằng 0 với cả x bình trừ 4 cộng 2m trừ 3 bằng 0 ạ. Thằng đầu thì vô nhiệm rồi đúng không? À. Sao vô nhiệm không? Nó không có giá. Ừ, căn cộng căn luôn dương rồi cộng 2 luôn dương. Nào thay cô lập m đi, cô lập m cho thầy. Tức là mình có 2m bằng gì? 2m bằng trừ x bình cộng 4x cộng 3. Cộng 3 bằng 0. Và cái bằng fx nhé. Bảng mình... Cái câu văn mình tự làm nhé. Thầy không quan tâm nhé. Câu văn các bạn tự viết nhé. Bảng mình tự fx. Đã. X, fx nè. Đợt được chưa? Em đang lập ạ. Rồi đợt đi. Đã ra mờ rồi. Đấy. Nào. Đỉnh là bao nhiêu cung? Đỉnh là âm 2 phần 3. Quả chấm là âm 2 phần 3. Trừ b trên 2 cơ mà con bé này. Trừ b trên 2a đỉnh đẹp nữa. Trừ b trên 2a đỉnh là bao nhiêu nhỉ? Số 2 chứ nhỉ? À, bằng 2, âm 2. Hà dương 2, trời ơi. Gần dương 2. Trời ơi. Nó dạy chúng mày trên lớp rồi, ở nhà rồi mà chúng mày vẫn ngu vậy. Và tính sai cái này thôi là chặn khoảng con này đi, trừ 1. Đây là 3, kéo xuống. Con bé này, buồn cười thật đấy.
Tại trừ 1, fx là bao nhiêu? Thay vào, thay chuẩn vào nha. 8 à? 8 là sai rồi. Thầy dạy các bạn ở máy tính rồi nhá, là dùng can, can can ấy, nhập cái hàm vào rồi CRC ấy, còn nhớ không? Nhập vào thì tại âm 1 nó phải là trừ 2, tại 2 nó là bao nhiêu? 11 trừ 4, tại 2 là 7, tại 3 nó là bao nhiêu? Tại 3 nó là 9 à? Ở đâu? Chết rồi. Tại 3 là 6 à? Tại 3 là 6. Vậy minh họa ra ngoài, thầy minh họa ra ngoài. Là từ trừ 2 này. Từ trừ 2 đúng không? Nó lên mấy? Lên 7 xuống. Xuống 6. Vậy bây giờ có một nghiệm khi nào? Có một nghiệm khi mà nó bằng 6. Khi là gì? Trừ 2. 2M bằng 6 này. Bằng 7 chứ nhỉ? Bằng 7 chứ em? À, vâng. 2M được thẳng 2M nhé. Và nó là như thế này. So sánh 3 đỉnh thì cái 2M này phải như thế nào? So sánh 2 đỉnh nào em nhỉ? Này bé hơn trừ 6. Nhỏ hơn 6. Được ạ. Và lớn là bằng trừ 2. Hơn. Lớn bằng trừ 2. Hiểu không? Vâng. Tức là M bằng bao nhiêu? M bằng 7 phần 2. Vâng, 7 phần 2. Hoặc là trừ 1 nhớ bằng M. M nhỏ hơn 3. Đó, chưa ai đúng cả. Phải có hai khả năng nhá. Rất nhiều bạn làm bài này chỉ là delta bằng 0 là tạch, delta bằng 0 là chưa đủ. Hiểu với thầy không? Phần này cho 3 bài, cho 3 bài đi. Một bài bẫy các bạn xem các bạn có tỉnh táo không? Tính toán cẩn thận vào. Các bạn nhập máy tính vào cho thầy nhé. Nhập máy tính vào. Nhập cái hàm vào dù can ấy. Tính tại đâu thì can tại đấy thôi. CRC. Ok. Các bạn ok chưa? Nào thế bây giờ cho một bài này nhá, thử xem có tỉnh táo không? Dụng 8. Vẫn là hướng 1 thôi. Để cho phương trình là căn của x trừ 1 trừ 1 nhân với cái x bình trừ 2x. X bình sorry trừ đi. Để cho trừ 2 đi. X bình trừ đi 4x. Để cho nhà x bình trừ đi 4x. Cộng 3m trừ 1 bằng 0. Được chưa? Cho thầy 8x nhé, sửa 8x cho thầy. 8x trừ 1 không rồi, tìm M. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nào, tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thế mày tỉnh táo không? Nghĩ thử xem lại. 3 phút chuẩn bị nha.
Nếu mà trường mình vẫn thi trắc nghiệm ý, thì sang kỳ 1 thì nếu mà thi kỳ 1 thì sẽ kết dạy các bạn kết hợp với KCO nữa cho nhanh, chứ làm tay o này khá là lâu. Điểm rất kỳ vừa rồi không như ý muốn lắm, nhiều đứa không như ý muốn lắm. Nếu mà vẫn còn thi trắc nghiệm nhá, thì sẽ kết hợp dạy KCO nữa. Mình làm bài nhanh hơn. Không dạy các bạn không làm nhanh được. Các bạn phải ngồi viết nhá, đừng ngồi chơi. Các bạn cứ chuẩn bị đi. Thầy chưa biết nhưng mà nhìn có vẻ là chưa chưa chuẩn lắm, thầy nghĩ vậy. Đây thì chém mà Ngân. Bốn là bao nhiêu đây? Bốn. 17 tại 1 là 8. Minh họa. Minh họa là 8 lên 17. 17 lại xuống vô cùng. Thành A này, ok, kết quả các bạn này, Hiền Linh, cả nhà bạn kết quả đây. Nào, bảng biến thiên thì thầy có lập sẵn cho các bạn rồi. Chia lại đi Linh, chia lại xem nào. Các bạn khác, thầy dừng lại 2 phút nữa cho các bạn xem. Chỗ này là cú lừa đấy nhỉ, cú lừa. Cú lừa một tí. Ở đây chưa ai đúng cả, hiện tại chưa ai đúng. Hiện tại chưa ai đúng cả. Hiện tại chưa ai đúng, Thành An gần đúng thôi. Hai nhận phân biệt nha. Ngân chưa đúng. Nào, đầu tiên bảng biến thiên các bạn giống thấy không? Bước này giống thầy chưa? 8, 17 âm vô cùng. Bước này giống hết thầy chưa nhỉ? Các bạn ok không? Hiện tại chưa ai đúng cả. Một phút nữa thầy chưa? Nào nhìn đi. Nhìn thật kỹ nha, bài này có một cái bẫy nhỏ đấy. Một bẫy nhỏ thôi. Tạm thời chưa ai đúng cả. Nào mời được chat lên xem nào. Ngồi ngẫm một chút. Minh Phương chưa đủ, thiếu nhiều, Minh Phương thiếu nhiều lắm. Nếu mà giá trị thiếu nhiều. Hiền Linh giống An rồi, nhưng gần đúng, Hiền Linh là gần đúng thôi.
nhỏ hơn 8 phần 3. Phan Huy chưa đúng rồi, gần đúng rồi, Phan Huy chưa đúng. 17 phần 3, Thùy Ngân chưa đúng, thiếu nhiều lắm. Chưa đúng. Ây da, bài này mà sai nhiều thế hả? Nào, theo Cao Hoàng là phải hỏi Cao Hoàng đi. Theo Cao Hoàng. Bây giờ, để có hai nhiệm khi nào? Thì mà phải nằm giữa khoảng 8 và 17 ạ. Chưa đúng. Chưa đúng. Các bạn nghe nhá, nghe này. Phương trình thầy cần có hai nhiệm thôi. Mà trong cái phương trình đầu tiên nhá, thầy có một mấy nhiệm rồi hả Hoàng? Thầy có mấy nhiệm rồi? Ở phương trình đầu tiên thì có nghiệm là 5 rồi. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn không? Thỏa mãn thích không? Một chưa? Vậy bây giờ để phương trình có hai nhiệm phân biệt khi và chỉ khi là phương trình 1 có một nhiệm. Hoàng hiểu ý thầy không đã? Có. Đây này, các bạn nhớ nhá, tổng nhiệm của phương trình là 2. Nhưng mà bản thân thằng này này, bản thân thằng đầu tiên của thầy đã cho một nhiệm là 5 rồi. Vậy để phương trình ban đầu có hai nhiệm phân biệt thì phương trình 1, gọi đây phương trình 1 nhé. Đây này, phương trình 1 đây này. Phải có một nhiệm nữa là xong, một nhiệm nữa. Vậy theo Hoàng, khi nào phương trình có một nhiệm? Khi mà ở phương trình 1 cũng có nghiệm x là 5. Một nhiệm cơ mà. Tức là nhìn các dạy một điểm thôi, các dạy một điểm. Tức là phải như thế này, phải như thế này. Tức là 3m bằng 17. Đúng không? Hoặc là 3m như thế nào nhỉ? Nhỏ hơn 8. Nhỏ hơn 8. Đa số các bạn toàn là đến đây này. Chưa đủ, đến đây vẫn chưa đủ. Nào, có ai nhìn ra vấn đề không? Đến đây vẫn chưa đủ. Ai biết có thể mở mic nói nhé. Đến đây vẫn chưa đủ đâu. Mở còn khác chữ 2 đấy. Chữ 2 ở đâu ra? Chữ 2 là cái gì đấy? Ở đâu ra? Cái x nó phải khác năm. X phải khác năm. Sao x phải khác năm nhỉ? Tôi chưa hiểu cái gì đó. Để cho nó không bị chủ nhiệm mà. Gần đúng rồi nhưng mà thôi, tại em cũng chả biết đâu. Gần đúng rồi, nghĩ thêm đi, gần đúng rồi, hướng gần đúng rồi đấy. Các bạn nhìn thấy nhá, nghe này. Tại 5 đúng không? Tại 5 thì trên đồ thị ứng với S là bao nhiêu? S tại 5 thì nó là bao nhiêu? Tại 5 thì Y là bao nhiêu nhỉ? Thay vào cho thầy. Tại 5 là bao nhiêu đây? 41 trừ 25 là 16. Đúng không? Tức là chỗ này mình có đỉnh ở 16 này. 16 này. Nào nghĩ thêm cho thầy xem nào. Nghĩ thêm. Nghĩ thêm một chút. Khác trừ 2 chưa đúng. Số trừ 2 nó hơi đẹp. M khác 5 phần 3 chưa đúng. Các bạn nghe nhá. Khác là sai rồi. Khác là chưa đúng đâu. Nghe nhá. M bằng 8. Không đúng. Các bạn nghe giấy phân tích này. Nghe phân tích nhá. Muốn có hai nhiệm phân biệt đúng không? Ủa, ai nói gì? Phương hỏi. 16 phần 3 đúng không ạ? Sao cơ, nói lại xem nào. Em mờ bằng 16 phần 3 đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Chuẩn. Em chia nhầm 16 chia 3 bằng 8. Cơ lệ mày. Ok, các bạn nghe thầy nhá. Đây này, để phương trình to có hai nhiệm phân biệt đúng không? Thì phương trình 1 có một nhiệm thỏa mãn là đủ. Một nhiệm thỏa mãn thôi. Thì hai cái đầu nhá, hai cái đầu tiên này là làm cho phương trình có một nhiệm đúng không? Nhưng mà các để cho thầy nhé. Tại 16 ấy, x bằng 5 mà thì y là 16. Tại 16 tức là tại chỗ này này. Tại chỗ này nhá. Tức là 3m đi qua 16 không? Thì các bạn nhìn có vẻ là cắt tại hai để phân biệt. Nhưng mà thực chất ý, khi mà 3m của thầy ý, đi qua 16 thì nó có một nhiệm là 5 không? 3, 16 mà đây này, 16 đây này. Thì có một nhiệm là 5 không? Giống đây là 5 mà. Một nhiệm khác 5 chưa? Đấy tức là khi mà có một nhiệm là 5 rồi thì nó trùng với các ban đầu rồi, vẫn được. Thì tính, mình tính một lần thôi, tức là mình sẽ có 3m phải bằng 16 nữa.
Đấy, tức là mình giải ra như thế nào thôi. M bằng 17 phần 3 này, hoặc M bằng 16 phần 3 này, hoặc là M nhỏ hơn 8 phần 3. Tạm thời chưa ai đúng cả. Một câu bẫy nhỏ thôi nha, sai hết. Chắc có khi là thầy sẽ kèm thêm các bạn một buổi nữa vậy. Nhưng mà buổi này nâng cao thôi. Là một cái nhóm. Thầy sẽ dạy các bạn cách nhìn vào biến thiên chuẩn nhé. Chứ nhìn vào biến thiên này chưa ổn một tí nào. Lớp 12 các bạn bị lừa từng tí một đây. Thầy nói trước là bị lừa từng tí một. Các bạn hiểu vấn đề không? Nếu 3M đi qua 16 nhé. Đây này, 3M đi qua 16 này này. Thì phải cắt đồ thị tại hai điểm không? Một điểm là ứng với x bằng 5, x bằng 5. Một điểm ở đây nó nhỏ hơn 4. Đúng không nhỉ? Điểm A chẳng hạn. Giả sử vậy, x bằng A chẳng hạn. Thì bây giờ nhé, x bằng 5 đúng không? Nó chung với nhiệm ở trên rồi thì thôi, tính một lần thôi. Vẫn là có một nhiệm thỏa mãn mà. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đó. Phan Huy hiểu vấn đề không Phan Huy? Có ạ. Ừ. Nguyễn Thảo nghe hiểu vấn đề không? Có. Quỳnh Hoa với Kim Chi nghe hai đứa nghe hiểu không đấy? Cũng được được. Trời ơi. Rồi, ok nhá, đấy là một bài bẫy nhỏ thôi. Cái phiếu thầy phát cho mấy đứa về nhà thì sẽ có bài tương tự như này, tránh cái bẫy xa. Thầy vẫn chưa hiểu ngân ra số trừ 2 đâu ngân ạ. Sao mình ra số đẹp vậy? Rồi, ví dụ 9 đi. Thầy cho phương trình x bình trừ 2m cộng 1 nhân x cộng m bình cộng m bằng 0. Rồi, câu hỏi của thầy đơn giản thôi. Tìm m để phương trình có hai nhiệm phân biệt. Hai nhiệm phân biệt thuộc trừ 3 đến 4. Tìm M để phương trình có hai nhiệm phân biệt thuộc trừ 3 đến 4. Ok chưa? Nào bây giờ gặp bài này nhá, thầy phản xạ như sau này, cách thầy phản xạ đã, bạn nghe một chút. Làm nhiều thành thói quen rồi. Nhìn qua cô lập M có vẻ là không ổn một tí nào đúng không? Việc cô lập M có vẻ là không khả thi lắm. Các bạn thấy đúng không? Cô lập M có vẻ chưa ổn. Hiểu vấn đề không nhỉ? Vậy mình sẽ có bước thứ hai là mình sẽ hướng thứ hai này, nhìn hướng thứ hai của thầy là kiểm tra delta thử xem, hy vọng là được. Còn nếu không kiểm tra delta được thì mình dùng VS. Bây giờ nhá, mình ta có này, cách làm như sau. Kiểm tra này ra nháp thôi nhá. Nếu mà thành công thì ghi vào vở sau, hiểu vấn đề không nhỉ? Các bạn làm ra nháp trước, thành công thì ghi vào vở. Không thành công thì thôi. Nó thành cái gì đấy? Nào, ta có như sau. Delta bằng bao nhiêu? Sẽ là 2m cộng 1 tất cả bình trừ đi 4 nhân m bình cộng m không? Các bạn rút gọn lại cho thầy bằng bao nhiêu? Rút gọn tung tóe là bằng 1. À 1 ngon rồi. Luôn dương. Số quá đẹp, số chính phương. Thì vấn đề không nhỉ? Vậy suy ra ngay. Vậy khi đó phương trình có hai nhiệm. Hai nhiệm là gì? X bằng trừ B cộng trừ căn delta trên 2A, có nhớ không? Trừ B tức là 2M cộng 1 cộng căn delta tức là cộng với cả 1 chia cho 2 tức bằng m cộng 1. Và x bằng 2m cộng 1 trừ 1 chia cho 2 bằng m. Ok. Hai nhiệm này phân biệt rồi. Hiểu vấn đề không nhỉ? Vậy bây giờ nhá, nghe này. Mình ghi như sau.
Tức là hai nhiệm của thầy là hai nhiệm từng minh chưa cụ thể luôn rồi. Thầy giải hẳn nhiệm ra bao nhiêu rồi. Không phải là mập mờ nữa, ra hẳn nhiệm luôn. Bây giờ để phương trình có hai nhiệm phân biệt thuộc cái gì nhỉ? Thuộc cái trừ 3 đến 4. Thì khi và chỉ khi là gì? Khi và chỉ khi là gì nhỉ? Khi và chỉ khi là m phải thuộc cái trừ 3 đến 4. Và m cộng 1 cũng phải thuộc trừ 3 đến 4. Các bạn hiểu vấn đề không? Ok chưa? Hay tương đương ngay là gì? Là m thuộc trừ 3 đến 4. Còn cái dưới các bạn giải được không? Cái dưới nhá, mình sẽ tách hình hệ như sau này. Tách hình hệ sẽ là trừ 3 nhỏ bằng m. Thì nó rất là chậm đấy. Nhỏ bằng 4, được chưa nhỉ? Tương đương ngay nhá, là cái đầu m thuộc từ trừ 3 cho tới 4 này. Cái sau các bạn trừ cho cả 3 ô với 1 nhá, nó sẽ là trừ 4 nhỏ hơn m, m nhỏ hơn 3. Vậy giao lại cho thầy, lấy giao lại thì mình có là trừ 3 nhỏ hơn m, m nhỏ hơn 3. Ok, kết quả cuối cùng là vậy. Hiểu vấn đề không? Đó, kết quả cuối cùng. Phản xạ một tí. Bài này nhìn thì không có được m rồi, nhưng mà mình sẽ kiểm tra delta, hy vọng cuối cùng là delta đúng không? Nếu mà delta mà tạch nốt thì thôi, số nhỏ lại tay to thôi, mình vs để trên nhà kiểu như vậy thôi. Nói thẳng với các bạn là vs đến thầy còn ngại làm, như để nói với các bạn nhé, đến thầy còn ngại giải vs vì nó rất là cùng cành. Đến bản thân thầy làm bao nhiêu năm rồi thầy vẫn còn ngại giải vs. Ok chưa? Nghe ổn áp không? Đức Anh nghe ok không Đức Anh? Có. Ừ, sao vừa nãy mic này không nói được gì? Thì cục. Ví dụ 10 chân tự nào. Chân tự nhá. Để cho phương trình à, x bình trừ đi 2m trừ 3 nhân x rồi cộng với cả gì đây? Chờ thêm một tí. Rồi, trừ đi một ngoặc. Trừ đi, thầy cố gắng chém này cho đẹp một chút, không lại xấu quá. Trừ đi mở ngoặc là m cộng 2. Đây là 3m trừ 1. Đó, bằng 0. Thì m để phương trình có hai nhiệm phân biệt thuộc khoảng từ 0 đến 2. Rồi, làm thử đây xem nào. Câu 2. 3 phút làm thử nhé. Xem ra không. Chắc là VS thì để buổi sau thì nói thôi. Phần này có 3 ví dụ.
tương tự thôi nha mọi người nhé. Kết quả bao nhiêu đây? Ô, không chính phương á? Sao lại thế? Các bạn kiểm tra đây là chính phương. Cái đây chính phương mới đúng nhá. Không chính phương là thầy cho lát đấy. Thầy đã check lại rồi mà nhỉ? Thành An chính phương không? Có đúng không? Có. Phương xem lại xem nào. Không chính phương là đề không ổn nào. Mày toàn dọa tao rồi còn bé. Nào, mình cũng kiểm tra nhá. Giải tương tự thôi nhỉ. Ta có này. Ta có delta bằng gì? 2m trừ 3 tất cả bình. Ok, tiếp tục nào. Trừ đi, trừ trừ là cộng. 4 lần của gì đây? M cộng 2 nhân 3m trừ 1 đúng không? Rút gọn lại cho thầy sẽ là thằng này có 4 này, thằng này có 12, tức là 16m. 16m bình này. Thằng này là trừ 12 này. Thằng này là ầm 20 cộng 8 này. M này. Thằng này là cộng 1 đúng không? Đẹp như trong tranh này còn gì. 4m cộng 1 tất cả bình. Vậy khi đó phương trình có nhiệm thôi. X bằng trừ B tức là 2M trừ 3 cộng delta tức là cộng 4M cộng 1 chia cho 2 bằng là 3M trừ 1. Và X bằng 2M trừ 3 trừ đi 4M cộng 1 chia cho 2 bằng trừ M trừ 2. Ok. Nào, bước thứ hai là để phương trình có hai nhiệm phân biệt thuộc cái gì đây? Thuộc cái 0 đến 2. Khi nào nhỉ? Khi nào đây mấy đứa? Lưu Lan này. Theo em thì khi nào? Được? Dạ. Khi nào nhỉ? Hai nhiệm thuộc đoạn 02 khi nào? Khi nó mình có hai nhiệm rồi, mình có hai nhiệm cụ thể rồi, x bằng 3m trừ 1 và x bằng trừ m trừ 2 rồi. Vậy muốn nó thuộc cái đoạn 02 đúng không? Thì cho cái hai nhiệm này vào trong này thôi. Tức là 3m trừ 1 đoạn 02. Em hiểu không đấy? Vâng ạ. Mình rồi, và trừ m trừ 2 thuộc cái gì? Cũng là 02. Em hiểu chưa? Vâng. Tách hệ như thế là 0 nhỏ bằng 3M trừ 1 này, nhỏ bằng 2 này. Và 0 nhỏ bằng trừ M nhỏ trừ 2 bằng 2. Lát giải cái này không? Vâng. Giải cái này không đấy? Nào thử giải xem nào, cái đầu tiên. Đây. Thế này em tí.
Nào cố lên đi ăn cơm nào. Bằng 1/3. Tốt. Thế nào, nhỏ bằng m. M nhỏ bằng mấy? 1 ạ. Ok, tiếp tục. À, 2 nhỏ hơn hoặc bằng. Cứ nói đi, cứ nói đi. 2 nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn hoặc bằng âm 2. Sai rồi. Tách ra, tính hệ ra, cái sau này tính hệ ra cho thầy. Trừ m trừ 2 lớn bằng 0 hoặc là trừ m trừ 2 nhỏ bằng 2, đúng không? Thì em phải có cái gì? M nó phải lớn bằng trừ 4 và nhỏ hơn là bằng trừ 2. Có hiểu cái thầy không đấy? Vâng. Em nên tách hệ ra cho dễ giải, đừng nhầm lẫn như thế. Kết hợp lại m thế nào? Kết hợp lại vậy, m. À, vậy m thuộc. Vẽ đó. Trục số ra, đừng có mờ đoán mò. Còn nhớ giao không? Trục số ra. Mờ bao nhiêu? Ủa, đâu vậy? M bằng rộng. Ừ, đúng rồi, bằng rộng. Vậy kết luận là mình không tồn tại em. Hiểu vấn đề chưa? Bài này các bạn hiểu không? Nga, ở đâu không Nga? Dạ có. Thế các bạn chép đi, chuẩn bị thêm cái bài này nhé, chuẩn bị thêm thôi, chuẩn bị thêm, chuẩn bị là để cho phương trình x bình trừ đi 3m cộng 1 thêm x à, trừ đi 3m đi, trừ một chút cho cộng 2 đi, 6m bằng 0, tìm m để phương trình có một nhiệm thuộc cái đoạn từ 0 đến 3. Về chuẩn bị thêm con này nhé, chuẩn bị thêm thầy con này. Được chưa? Nó tương tự thôi. Bài này các bạn cô lập được m, chắc chắn là cô lập được m, nhưng mà khi cô lập xong ý, nó không ra hàm bậc 2, mình hiểu vấn đề không? Cô lập xong mình không ra hàm bậc 2 đâu. Nên là mình phải dùng delta nhé. Phải ra hàm bậc 2 thì mới là cái dạng mình đang học. Còn không ra hàm bậc 2 được thì các bạn đừng dùng nhá, không dùng cái đấy. Bài trên hiểu vấn đề không nhỉ? Có hiểu không? Quốc Bảo nghe hiểu không Quốc Bảo? Bài trên ấy. Có thì sao đây? À đúng rồi, chỗ này thiếu này, sorry. Tức là 3m, thật ra thì kết quả vẫn đúng thôi, tức là mình phải ghi thêm này, 3m trừ 1 phải khác cái trừ m trừ 2 nữa. Nha rồi đúng đấy. Thấy lát cái này. Bài giảng có lại quên mất. Ok. Rồi thôi, chào mấy đứa. Bye bye. Ăn cơm đi.